của cái đồ chiên là một cái khay hứng, cái này là cái khay hứng dầu, và cái khay hứng dầu này là nó chồng chính. Thì khi chị nướng các món món nướng này, nướng món nướng thì mỡ hay là các cái đồ cháy nó rớt xuống này ạ, thì vệ sinh rất là dễ dàng đó. Rồi phụ kiện kèm theo đây là hai cái lưới này ấy, để cho thực phẩm vào. Cái máy này nó có thể dùng được 3 lưới, nhưng mà thông thường thì một gia đình chúng ta, thông thường một gia đình mà 5 người 6 người thì chỉ cần 2 lưới này là quá đủ rồi. Dùng mình dùng các cái nướng món nướng và gió thổi thật nóng, nó thổi cuộn với trong này, thì khi mà anh nướng, chị nướng bằng hai khay này thì mặt trên và mặt dưới của thực phẩm sẽ chín cùng một lúc. Thì nếu anh chị nấu một số cái nồi chiên khác, ví dụ thường thì cái nồi chiên này nó khác cái nồi chiên này, đây thực phẩm đựng xuống cái đáy này thì gió bên trên thổi, gió nóng bên trên thổi xuống, mà thường thì nó sẽ chín ra mặt trên hơn là mặt dưới, cho dù nó cũng có lỗ thông gió mặt dưới, nhưng cái đảm bảo độ đồng đều giữa hai mặt thì không bằng cái lưới này. Lưới này nó sẽ đảm bảo đồng đều hai mặt hơn rất là nhiều so với cái nồi chiên truyền thống. Thì cái nồi chiên này sẽ chỉ cần một lần là nướng hai mặt đều. Cái nồi chiên của Phú Trang là có cái gọi là cái kính có thể nhìn qua được, và cái kính này là kính nhiều lớp, cái kính như là cách nhiệt để mình đậu nó không bị bỏng, nhưng mà lại nhìn được thực phẩm bên trong. Thì trong trường hợp mà các anh chị nấu những cái món lạ chẳng hạn, các anh chị không chắc chắn rằng 10 phút là nó chín, hoặc không chắc chắn là 10 phút là nó sẽ bị cháy, thì anh chị sẽ nhìn xuyên qua để biết được cái thực phẩm nó đang ở đâu, và nó có cái đèn, và cái đèn là nó sẽ hiện, nó soi sáng thực phẩm bên trong. Đó, khác biệt giữa các cái món nồi chiên là như vậy. Tiếp theo là lồng quay. Cái lồng quay này là để quay đậu phộng này, lạc, đậu phộng, hạt, điều, các loại hạt, để rán các loại hạt, và để chiên khoai tây. Thì nó có một cái mở, mình sẽ đổ hạt và các loại khoai tây vào đây, cho vào thì mình sẽ cho vào trong. Bên trong này nó sẽ có một cái motor, lúc mà mình chạy thì cái motor này sẽ cuộn, nó làm đều hạt đậu phộng hay là các cái hạt mình cần muốn muốn chiên hay muốn rang, hoặc là mình chiên không dâu chẳng hạn, khoai tây chiên chẳng hạn, thì nó quay này. Tiếp tới chúng ta có một cái phụ kiện nướng gà nguyên con. Thì chúng ta dắt hai con gà vào, dắt con gà xuyên qua cái này, xong rồi ở đây có hai cái vít, mình vặn cái vít này lại để nó cố định con gà lên trên cái trục này. Sau đó mình bỏ, mình cho cái trục này vào, con gà vào trong, con gà vào trong thì mình cũng bắt đầu bật chế độ nướng gà nguyên con và cho nó xoay. Thì cái motor bên trong nó sẽ xoay để tạo để con gà nó chín rất là đều. Đến thì mình có một cái này gọi là xiên que. Thì cái xiên que này chúng ta hay xem những cái món, ví dụ như bún chả nướng theo kiểu Hà Nội, bún chả nướng theo kiểu Hà Nội, bún thịt nướng theo kiểu Hà Nội. Thường thường thì bún thịt nướng theo kiểu Hà Nội thì khói nó bay mũi gà lắm, nó ô nhiễm môi trường, nó khủng khiếp mùi lắm. Nhưng mà chúng ta dùng làm cái này, làm cái này thì nó không bị lắng mỡ và nó không bị cháy, miếng thịt nướng nó rất là ngon, và khi mình ăn nó khác hẳn so với việc là mình nướng bằng than. Nướng than thì tí nữa tôi sẽ giải thích tại sao nướng bằng than nó tệ. Đấy, đấy. Thì mình dắt cái đây, mình sẽ xuyên xuyên thịt, rau củ các thứ ba, và mình cài vào trong cái ok, mình cài vào trong cái giá này đó, thì đi kèm với cái nó có 8 cái thanh này để mình dắt các cái thực phẩm vào đó. Khi mà mình đã dắt các cái thực phẩm vào rồi ấy, các cái thực phẩm vào đây rồi, là thịt hay là rau củ vào đây, thì mình cũng tương tự như vậy, mình sẽ cho vào trong cái khay đi kèm. Cái này là để mình nướng các cái món nướng mà nó có nhiều và nó trộn các cái thứ vào nhau, ví dụ như món tôm đường chẳng hạn, thì mình trộn tôm, trộn sả và các cái gia vị vào đây, thì mình để vào cái khay này, để khay này mình cho vào. Thì nó cũng có cái khay này, nó có chân, và vì vậy cho nên nhiệt lượng sẽ thổi xuống bên dưới, nó thổi qua các cánh, nó thổi bên dưới lên, thì nó cũng sẽ làm chín tôm và các cái thực phẩm mình muốn nấu bên trong đó. Đó, trên thị trường thì cái nồi kiểu này đang là nồi gọi là nhiều chức năng nhất, nhiều chức năng nhất và nấu được nhiều món nhất đó. Phụ kiện đi kèm ấy, ta còn có một cái, có cái tay này. Cái tay này để làm gì? Để mà khi mà mình lấy thực phẩm ra đó. Tại sao mình phải dùng cái tay này? Vì lò nướng nó rất là nóng, nó lên tới 200 độ C. Vì vậy khi mà mình muốn lấy thực phẩm ra thì mình phải kẹp cái tay này vào để đưa thực phẩm ra. Còn sử dụng thế nào? Sử dụng thì rất là dễ. Tại anh chị chỉ cần bật on lên thôi. Bật on lên. Cái trong này nó có 10 chức năng định sẵn, là mình có này, quay khoai tây chiên, chiên không dầu, sườn, cá, tôm, pizza, đùi gà, làm bánh, quay gà nguyên con, quay gà vịt nguyên con, sấy hoa quả khô và làm rã đông. Thì anh chị chọn cái chức năng nào mà mình muốn. Ví dụ như mình là quay gà nguyên con chẳng hạn, thì anh chị ấn vào nút quay gà nguyên con, thì ngay lập tức máy sẽ nhận ra là quay gà thì cần 190 độ và thời gian là 30 phút. Thế nó tự động nó chạy thôi. Trong trường hợp anh chị muốn nó
cái vàng ra hơn một tí thì anh chị sẽ tăng thời gian lên. Đó. Anh chị muốn nó mềm hơn một tí thì anh chị có thể giảm thời gian đi. Còn một số anh chị muốn nó nóng hơn, nếu anh chị cảm thấy là 190 độ nó vẫn chưa phải là nhiệt độ yêu thích của anh chị thì anh chị sẽ ấn lên đó 200 độ C, hoặc anh chị lưu xuống 180 đó. Thì thông thường nếu anh chị không có kinh nghiệm thì máy đã hướng dẫn cho anh chị thời gian và nhiệt độ rồi, còn đáy của cái đồ chị.